Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đặc thù của những người làm công tác văn học nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Được thành lập từ năm 1970, hơn 40 năm hoạt động, đến nay hội đã quy tụ tổng số 150 hội viên. Nhiệm kỳ 2012-2019, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí đã phát huy vai trò tập hợp, hướng dẫn hội viên sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xứng đáng là mái nhà chung nồng ấm tình người, nơi khát khao công hiến sáng tạo của đông đảo hội viên văn nghệ sĩ. Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí lần thứ 9 đã xác định các mục tiêu và nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ 2012-2019. Trong đó nhấn mạnh, thường xuyên coi trọng nhiệm vụ củng cố, kiện toàn tổ chức hội, đồng thời đẩy mạnh các loại hình văn học nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng hoạt động của hội trong tình hình mới. Trước mắt là hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng con người mới, tuyên truyền thực hiện bộ quy tắc ứng xử, tự hào là công dân Uông Bí, với chủ đề Người Uông Bí nói lời hay, làm việc tốt. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 9. Hoạt động của hội liên tục đổi mới, tổ chức hội được củng cố, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm, đoàn kết, không ngừng sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật có giá trị, phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ các phong trào thi đua. Hội Văn học Nghệ thuật của thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua thì đã tập trung một số các cái giải pháp và đã đạt được kết quả nổi trội. Cái thứ nhất đó là tập trung động viên hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí của chúng ta là chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, của Nhà nước. Và chúng ta đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi một hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thực sự là một chiến sĩ cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Thứ hai là thành phố thì cũng đã thực sự quan tâm và tạo mọi điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở trên địa bàn. Và thứ ba nữa là hội đã tập trung là đổi mới về phương thức tổ chức hoạt động, đã tổ chức tốt các cái trại sáng tác, để thông qua đó thì đã sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị cao trên các lĩnh vực mà chuyên ngành có thế mạnh nổi trội của thành phố. Thứ tư là hội đã tham gia và tham mưu cho thành phố là ban hành được là giải thưởng văn học nghệ thuật Trần Nhân Tông. Đây là một trong cái niềm vui lớn của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật của thành phố. 6 chuyên ngành là văn, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu đã phát huy thế mạnh của từng loại hình nghệ thuật, thế mạnh của từng nghệ sĩ, phản ánh chân thực nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của thành phố, của tỉnh và đất nước. Chuyên ngành văn xuôi, thơ có nhiều tác giả bút lực dồi dào, viết đều tay và có tiếng trên văn đàn như Hoàng Tháp, Trịnh Hoài Phương, Vũ Thế Hùng, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Đình Ánh. Nhiều hội viên chi hội mỹ thuật nhiếp ảnh có tác phẩm được chú ý, đóng góp quan trọng cho sự phát triển, quảng bá nét đẹp văn hóa, con người vùng đất Uông Bí. Đó là Bạch Ngọc Tư, Nguyễn Trung Thức, Phạm Cường, Ngọc Huấn, Khắc Tạo. Các nhạc sĩ Xuân Tích, Thế Phùng và Xuân Quang, ban sân khấu âm nhạc đã rất tích cực trong hoạt động sáng tác, tham gia các hoạt động của hội. Các nghệ nhân tiêu biểu của chi hội văn nghệ dân gian tích cực truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc các loại hình âm nhạc, văn hóa truyền thống. Nhiệm kỳ 2012-2019, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã tập hợp và cho xuất bản 2 tuyển tập tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, gồm tuyển tập văn học nghệ thuật khúc ca thành phố trẻ, tuyển tập truyện ngắn Uông Bí, cùng được phát hành bởi nhà xuất bản Hội Nhà văn. Xuất bản một số tập san thơ nội bộ phục vụ các chương trình sinh hoạt của địa phương. Tác phẩm của nhiều hội viên được đăng đều đặn trên các báo, tạp chí uy tín của trung ương và địa phương như Báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long và trên nhiều trang báo điện tử khác. Hội cũng đã tổ chức 3 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật nhân các sự kiện trọng đại, ngày kỷ niệm lớn,
hỗ trợ tổ chức triển lãm giới thiệu các tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Nông Quốc Hiệp. Số lượng tác giả tham gia, đạt giải và đạt giải cao trong các cuộc thi viết, các hội thi, liên hoan văn hóa văn nghệ ngày càng tăng. Các đồng chí lãnh đạo hội đã cho chúng tôi mở rộng cái tầm nhìn, cái nét đẹp của quê hương của thành phố Uông Bí là một thành phố trẻ phát triển với cái tốc độ nhanh và ngày càng đẹp. Chính những cái điều kiện ấy đã làm cho tôi vô cùng phấn khởi và có những cái nung nấu trong con người tôi, những cái cảm xúc để viết những bài ca. Trong quá trình sinh hoạt ở Hội Văn học của thành phố Uông Bí thì tôi cảm nhận đây là một mái nhà chung ấm áp. Ở đây thì tôi được có những người cùng một cái quan điểm của mình, đó là sáng tác văn học nghệ thuật. Tôi có thể trải nghiệm, mà trong tôi thì tràn nhập nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người nghe tôi đọc thơ, có người cùng trao đổi với tôi về những tác phẩm mà tôi sắp sáng tác, và những người đó cũng trao đổi với tôi tác phẩm của họ trước khi những cái tác phẩm của chúng tôi được công bố lên đài báo và in sách. Thì như vậy tác phẩm của chúng tôi sẽ bỏ bớt những cái tranh phô mà khi mà một mình viết. Và tôi rất là quý mến và rất là trân trọng những cái tình cảm mà những người có cùng cái đam mê với tôi. Cùng với đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, triển lãm, xuất bản, công bố tác phẩm, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố cũng đã quan tâm bồi dưỡng, tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, phát hiện và nâng đỡ những tác giả mới, tích cực động viên các văn nghệ sĩ. Nhờ vậy, số lượng tác phẩm ngày càng nhiều, chất lượng cũng được nâng lên. Đây là một buổi sinh hoạt nghiệp vụ của các hội viên Ban Mỹ thuật Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố. Hoạt động này nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ, giúp các tay cọ, tay máy, cọ sát, trải nghiệm thực tế, từ đó có nhiều phát hiện hay, mới lạ, làm tiền đề cho quá trình sáng tác nghệ thuật sau này. Không chỉ chuyên ngành nhiếp ảnh, các chuyên ngành khác cũng được hội quan tâm tham mưu tổ chức nhiều đợt thực tế, phát động sáng tác. Trong nhiệm kỳ, thành phố tổ chức 3 đợt phát động sáng tác cao điểm, tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác tại những thắng cảnh nổi tiếng ở địa phương, trong tỉnh, các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ sáng tác cho hội viên thuộc các chuyên ngành văn học, mỹ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc biểu diễn và văn nghệ dân gian. Các đợt phát động sáng tác cao điểm và tập huấn nghiệp vụ đã tạo cú hích để văn nghệ sĩ cho ra đời nhiều tác phẩm thơ văn, tiểu phẩm, kịch, mỹ thuật, âm nhạc, phản ánh đa dạng đời sống xã hội. Gần đây nhất là cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật với chủ đề Nét đẹp Uông Bí trong tôi, với 239 tác phẩm của 45 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn thành phố Uông Bí. Cuộc thi nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh thành phố trẻ Uông Bí giàu tiềm năng, thế mạnh, đang trên đà phát triển. 57 tác phẩm ảnh đã lọt vào vòng 3 để trưng bày triển lãm, 13 tác phẩm ảnh xuất sắc được trao giải. Đặc biệt, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Trần Nhân Tông lần thứ nhất giai đoạn 2011-2018 là giải thưởng lần đầu tiên được thành phố Uông Bí tổ chức dành riêng cho lĩnh vực văn học nghệ thuật, lấy tên vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao, đồng thời động viên, khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực sáng tạo của đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật thành phố. Trong thời gian phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận 105 tác phẩm của các tác giả là văn nghệ sĩ hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Uông Bí. Ngôi nhà của văn học nghệ thuật thành phố Uông Bí là cái nơi mà để cho anh em quay là tập trung, và hai nữa là tạo nên cái cảm xúc cho mỗi hội viên hoạt động nó có cái định hướng chung trong sáng tác cũng như trong công bố tác phẩm nghệ thuật, để thứ nhất là giúp cho công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, của nhà nước cho nó có hiệu quả. Đó là cái trách nhiệm của mỗi hội viên. Nhằm xây dựng tổ chức vững mạnh, hội luôn chú trọng phát triển hội viên, bồi dưỡng nâng cao khả năng sáng tác và phẩm chất chính trị của văn nghệ sĩ. Hiện Hội Văn học Nghệ thuật thành phố có 3 ban chuyên ngành và 1 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp 55 hội viên mới, nâng tổng số hội viên từ 95 người năm 2012 lên 150 người, trong đó có 4 hội viên cấp trung ương, 59 hội viên cấp tỉnh. Công tác trẻ hóa hội viên trên các lĩnh vực cũng được quan tâm kịp thời. Hiện hội có 22 hội viên dưới 40 tuổi, tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động văn học nghệ thuật. Mình là người con của Uông Bí nên mình cũng đã quyết tâm là về Uông Bí để lập nghiệp. Và sau khi lập nghiệp ở thành phố Uông Bí thì là
một thời gian thì các cô các chú bên mỹ thuật và nhiếp ảnh cũng thấy là cái năng lực của mình nên đã đề xuất và giới thiệu mình vào trong hội. Khi mà vào trong hội mình thấy là cái phong trào và cái niềm đam mê nhiệt huyết của các cô các chú đấy đã tạo cho mình những cái cảm hứng cảm xúc để mà tạo ra những tác phẩm nghệ thuật nó có cảm xúc hơn. Hoạt động công bố và phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật được tạo điều kiện có nhiều chuyển biến tích cực. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã lập trang fanpage mang tên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về nền văn học nghệ thuật cả nước nói chung và phong trào sáng tác văn học nghệ thuật của thành phố Uông Bí nói riêng. Trang fanpage đã góp phần quảng bá vẻ đẹp của thành phố Uông Bí, giới thiệu các sáng tác của hội viên, đồng thời là diễn đàn để các tác giả giao lưu, bàn luận về văn học nghệ thuật trên cộng đồng mạng xã hội. Bên cạnh đó, hội cũng đã tích cực tham gia đầy đủ các hội nghị giao ban, hưởng ứng các hoạt động sáng tác do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, chủ động tạo mối quan hệ thân thiết, gắn bó với các hội văn nghệ sĩ trung ương, các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đến thực tế sáng tác, làm việc tại địa phương, thông qua hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa, văn học nghệ thuật. Có thể nói, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí thực sự trở thành mái nhà chung đầm ấm, nơi khơi dậy và nuôi dưỡng mạch nguồn sáng tạo dồi dào để đội ngũ văn nghệ sĩ có được những sản phẩm tinh thần giá trị, góp phần đưa dòng sông văn học nghệ thuật Uông Bí hòa nhập vào biển lớn văn học nghệ thuật nước nhà. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Uông Bí được đánh giá là hội mạnh trong tỉnh, 19 hội viên được phong danh hiệu nghệ sĩ vùng mỏ, 12 tác phẩm của 8 hội viên được tặng giải thưởng văn nghệ Hạ Long. Tập thể hội và nhiều hội viên được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen. Nhiệm kỳ 2019-2024, chúng tôi xác định là tiếp tục là phát huy những kết quả đã đạt được của Đại hội 9 và tập trung vào một số các nhiệm vụ giải pháp. Đó là tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên. Để thông qua đó thì mỗi một hội viên phải thực sự là một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận về văn học nghệ thuật. Và từ đó thì bảo vệ cái nền tảng về tư tưởng của Đảng trước cái âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch. Cái thứ hai là tập trung là phát động các cái phong trào sáng tác về văn học nghệ thuật và phát huy các cái loại hình văn học nghệ thuật mà có thế mạnh. Để thông qua đó thì chúng ta làm dày thêm cái kho tàng văn học nghệ thuật của thành phố Uông Bí, góp phần vào để giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Uông Bí, con người Quảng Ninh, tuyên truyền quảng bá các cái tác phẩm để đi vào đời sống của nhân dân. Phát huy những thành quả đã đạt được, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tiếp theo, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển đa dạng các loại hình, phương pháp sáng tạo văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của quê hương, đất nước.